Bà Sa Đô Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bà Sa Đô Huy chuẩn bị dẫn quý vị vào thăm vườn cây của anh Khánh. Quý vị nhìn thấy căn nhà khang trang và cơ ngơi này là từ cây cảnh mà ra quý vị ạ. Một người rất là thành công ở Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang, chơi cây cảnh rất thành công và sống và đam mê và với nghề cây cảnh rất là thành công ở Lục Ngạn này. Đấy, anh em trong nước. Anh em chào anh nhá. Đây là nhà vườn anh Khánh quý vị nhá. Anh ơi, cơ ngơi của anh này rồi tất cả là từ cây cảnh mà ra đúng không? Vâng, em thì nói chung là em ở quận trong Hồng Giang, quận Bắc Giang. Vâng. Thì là em cũng là gọi là xuất phát từ con nhà lông và cũng là từ cây cảnh đi. Yêu cây cảnh và làm nghề sống và nhìn từ vâng, từ cây cảnh. Cũng là từ cây cảnh ra đấy. Vâng, phát triển kinh tế từ cây cảnh. Cứ từ cây bé lên cây to. Vâng. Thì nó cũng là anh em đam mê thì theo đuổi. Quá giỏi quý vị ơi. Vâng. Chúc mừng anh nhé. Một người thành công chơi cây cảnh thành công ở Lục Ngạn. Vâng. Thì chúng ta sẽ đi ngắm cái không gian vườn của anh. Vâng. Ok. Hôm nay còn đến thăm vườn thì còn có anh em yêu cây cảnh ở Lục Ngạn nữa. Anh, cái vườn cây của anh chắc là phải có ở chỗ khác nữa chứ hả? Vâng, em còn ba chỗ nữa. Ba chỗ nữa. Ba chỗ, mỗi chỗ nhỏ nhất hơn mẫu. À. Và em gọi là đa số là cũng gọi là tầm áng anh thì... áng chừng vườn cái tổng thể cái mấy cái vườn của anh cộng lại thì khoảng mấy mẫu? Ba vườn của em cộng lại tầm 2 mẫu. À, tầm 2 mẫu. Không hết. Hai mẫu không hết. 4 mẫu còn. À, thế à? Các anh bảo là 2 mẫu không hết, khiêm tốn. Bởi vì đo ngày xưa thôi, chứ thực tế bây giờ vi tính là phải vào tầm hơn 4 mẫu. Hơn 4 mẫu. Thế là vài mẫu, gọi là vài mẫu. 2 đến 4 mẫu. Một tác phẩm túc. Mẫu cây. Gần như là hoa quẹ mới đá. Vâng. Nhiều lắm quý vị nhỉ. Mấy mẫu cây. Quý vị ngắm những cái cây để bàn của anh ấy. Và anh ấy chủ yếu anh ấy bán những cái hàng cây bán online quý vị nhé. Quý vị ra ngắm cái khu nuôi trồng cây của anh ấy. Quý vị ngắm cái khu nuôi trồng cây của anh ấy. Úi dồi ôi, 3000 này. Anh ở vườn này thì em nhìn thấy chủ yếu sung đúng không? Vâng, em đa số về sung nhiều. Úi dồi quý vị ơi, nhìn thế này. 3000. Từ cây rẻ nhất cho đến cây cũng sung tiền. Gốc tường vi ấy, đối diện gốc tường vi. Quý vị ngắm một số cái cây sung ở đây. Rất nhiều những cái dáng thế khác nhau. Vẫn lùi dưới đất. Và một cái khế ở trên bồn rất lâu rồi. Quả rất sai quý vị ạ. Không gian trong này còn bát ngàn cây cảnh. Khu vườn quá rộng. Quý vị chiêm ngưỡng một số những cái cây xanh quê. Xanh quê này chắc anh ấy phải chơi rất lâu rồi. Rất nhiều kinh nghiệm rồi. Chứ không như sinh. Sinh là về mỗi nào để hoa có chi lãi là cũng bán. Chứ không có tái đầu tư. Chỉ có tái vào túi quần. Anh em uống nước nha. Vâng, không. Vâng. 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 Ông con chào ông ạ. Vâng, con chào ông ạ. Vâng, chào bác ý. Hôm nay đến với gia đình mình có thấy choáng ngợp với cái số lượng cây cảnh của gia đình. Gia đình nói chung là cũng có một số cây chơi để thư giãn. Mấy mẫu cây, phải nói là cái vườn cây rất khủng. Đi vào cái sinh vật cảnh này thì cũng hàm mê. Cái lòng hàm mê nào thì càng ngày càng lan rộng ra. Vâng. Thế là ông
từ ngày trước ông cũng chơi cây. Vâng, tôi chơi được mấy chục năm rồi. Dạ, và ông này truyền cái nghề đó cho các anh, các em. Hiện nay là gia đình ông là có bao nhiêu người chơi cây ở ông? Nói chung là ba em thì nó đều bán này hết. À, thế à? Vâng. Và nhà anh em nào cũng có cái cơ ngơi như này phải không ông? Từ cây cảnh đúng không? Nói chung là trong gia đình ba bốn bố con đều bốn chiếc như thế. Vâng. Làm từ cây cảnh. Bốn bố con là một mỗi mỗi bố con một nhà như này. Một nhà như thế. Ui giời, quý vị ơi. Đây là cái mơ ước của người nông thôn rồi. Và mỗi bố con ông đều một cái căn nhà như này. Vâng. Bố con chiếc thì làm ăn nói chung là nó gặp thì nói chung là mỗi bố con cũng là cái kết hợp là cố gắng là xây dựng mỗi bố con một chiếc. Vâng. Ngươi. Đấy là cái tấm gương đấy, tấm gương cho những cái quý vị yêu cây cảnh, đam mê cây cảnh, những người thành công từ cây cảnh quý vị ạ. Người quá thành công. Hôm nay Bonsai Đức Huy đến giới thiệu khái quát cho quý vị ngắm vườn cây của anh Khánh, một gia đình yêu cây, chơi cây và làm kinh tế từ cây và rất thành công quý vị nhá. Quý vị nhìn những cái ngôi nhà như thế này, bốn ngôi nhà như thế này của gia đình anh từ cây cảnh, quá tuyệt vời quý vị ạ. Bonsai Đức Huy xin được chúc mừng cho gia đình anh ấy, và quý vị có thể thấy được cái tấm gương của các anh ấy chơi cây như này, quý vị làm cái động lực để quý vị chơi cây, đam mê cây nhiều hơn nữa. Và xin được cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt quý vị.